Nhìn qua hình ảnh này, bạn nghĩ tới cái gì? Một bức rèm sân khấu được mở ra. Bạn không thích khuôn khổ, luôn tự quyết, thích tự do bay bổng lạc quan. Một cái ngòi bút, bạn ham học hỏi, đánh giá người khác qua tri thức và trọng sự nghiệp. Còn bạn nghĩ tới hình ảnh đen tối của một đôi chân. Nếu mình nhắc bạn mới thấy thì bạn là người thủy chung. Còn bạn thấy ngay từ đầu, bạn rất dễ siêu lòng trước nhan sắc. Vậy còn bạn thì đã thấy gì? Hãy cho mình biết nhé.